Lên, lên, lên nào. Bộ phim Trốn thoát và âm mưu do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tại nơi đây, biên giới Thái Lan, Myanmar, một làn sóng bạo lực đã lại lần nữa khiến hàng trăm người bỏ quê hương để sinh tồn, trong khi mọi con mắt đều đổ dồn về chiến dịch tàn bạo của quân đội Myanmar chống lại Rohingya, một cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ, đã một lần nữa dấy lên bạo loạn. Myanmar đã ở trong tình trạng khủng hoảng một thời gian trong vòng 12 tháng qua. Hàng chục ngàn người tị nạn Rohingya đã trốn sang vùng Tây Bắc đất nước. Với 1/3 lượng thuốc viện của thế giới, vẫn đã được sản xuất tại vùng núi Himalaya đó. Liên quân của Hải quân và Liên Hợp Quốc đã chặn những con tàu chở hàng cấm tới Trung Quốc, Indonesia và Australia, thu giữ nhiều heroin và ma túy đá. Ngay cả với bộ luật mới của Ngài Chủ tịch Liên Hợp Quốc về việc ngăn chặn lao động trẻ em, rất nhiều mỏ sapphire và đá quý bất hợp pháp vẫn đang dùng lao động là trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng bi kịch là mọi thứ còn chưa dừng lại tại đó, có vẻ như đất nước. Phòng chống suy dinh dưỡng và đang rất cần hỗ trợ y tế, và phía quân đội phủ nhận rằng chiến dịch đó tồn tại trong khi vẫn chưa an toàn để di chuyển. Nhiều người tị nạn đang cầu mong sự trợ giúp, tự hỏi rằng khi nào thế giới xuất hiện và bảo vệ chúng ta. Rebecca Stanberry đưa tin từ Mersot, Thái Lan. Tôi không thể làm vậy. Cô có thôi đi không hả? Bây giờ thì không được. Tại sao? Chỗ đó không như quốc gia của anh đâu. Anh cần được giúp đỡ, sếp. Anh vẫn tỉnh táo chứ? Cô im mồm đi. Tôi có thể thu xếp, chỉ là không phải lúc này. Đó là con gái của anh, sếp. Lizzie cần có cha nó ở bên cạnh. Tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi được đề nghị một vị trí tại Melbourne. Tôi đã nói chuyện với luật sư Seth. Tôi có toàn quyền giám hộ Lizzie. Kệ cổ, Sarah. Chết tiệt. À, cảm ơn vì đã đến. Như tôi đã nói, mong là tôi có thể giúp được cô. Xin mời ngồi. Bà uống gì chứ? Trà hay cà phê? Thế nào cũng được. Vậy cô muốn tôi giúp thế nào? Bà có thể kể cho tôi nghe về Seth Corbin, người sống sót duy nhất chứ? Seth. Anh ấy là một kho báu quốc gia, một trong những người can đảm nhất mà tôi biết, một người hiếm gặp, một người lính chân chính, được huấn luyện để thành công trong mọi nhiệm vụ. Quyền bởi TV2 điều mà cô muốn hỏi, phải không?
Cô đã tìm hiểu một số thứ. Đúng thế, công việc mà. Hãy tránh xa Seth già. Tâm trí của anh ta đã không còn giống như xưa. Sang chấn tâm lý, sao chấn thường. Kiểu như mất phương hướng. Họ báo quốc gia à? Tôi biết rằng họ không có đi giả phá bom mìn. Quan sát độ an toàn của các khu mỏ, không phải nguy hiểm với bất kỳ ai, kể cả là với các cựu quân nhân. Bà có thể bớt nói việc tào lao, thiếu tá. Lực lượng đặc biệt tiến hành quan sát ở các khu mỏ cho Liên Hiệp Quốc. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi có một số liên hệ ở tiểu bang Karen. Tôi đang nghĩ đến việc tự mình tới đó. Cô tới đó thu thập tin tức. Cô sẽ không bao giờ đi ra, đơn giản vậy thôi, Rebecca. Sau đó chúng tôi sẽ phải cử người đi tìm cô. Chúng tôi sẽ phải đe dọa người khác để tìm một thường dân, người mà không cần đi tới đó. Cô có nghe tôi không đấy? Tôi phải đi rồi. Tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tôi biết đó là một người cha, một người chồng. Cô máy giết người của bà. Vậy làm cách nào mà điều đó ổn với anh ta? Seth là kẻ không gia đình. Bố, lại đây nào. Thật vui vì thấy anh đến. Vẫn nghĩ đến việc rời đi. Không thể để con bé chuyển trường, xa rời bạn bè của nó, Sarah. Kể tên một đứa bạn của nó đi, Seth. Cứ đi nhận việc đi, con bé có thể ở với tôi. Nếu chuyện này đem ra tòa là anh xong đấy, Seth. Con bé sẽ sống ở chỗ nào hả? Mẹ à! Yên, ổn mà con. Lại đây nào. Bố đừng giận mẹ. Mẹ chỉ là làm việc quá nhiều thôi. Bố gần đây không bên con thường xuyên nhỉ? Không sao mà bố. Khi không liên lạc được với bố, mẹ thuê một người trông trẻ cho con. Chị ấy hay lắm. Nhìn anh ta này, Emmy. Để mình xem nào. Tất cả chỉ là bề ngoài. Nhìn đi, hẳn là quân đội đã che giấu gì đó. Đúng, anh ta cũng khá là bắt mắt đấy. Emmy. Sao, ý mình là anh ta. Đừng chối. Thôi nào. Josh nói với anh ta ở trong thư của nó. Nó nói anh ta như Johnny Cash. Tớ phải tìm được người này, Emmy. Tớ cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với Josh. Vâng, tuyệt vời. Anh có địa chỉ chứ? Được rồi, à, vâng. Chính nó. Tuyệt quá, cảm ơn. Cảm ơn nhé, tạm biệt, tạm biệt.
Seth Corban. Đại úy Seth Corban. Em trai tôi, Josh Tabery. Anh biết em ấy chứ? Có, tôi có biết em trai cô. Không ai bị bỏ lại phía sau, nhỉ? Và anh là người duy nhất ở đây. Đã có chuyện gì thế? À đây rồi, đồng chí. 3, 2, 1, cười nào. Đẹp đấy, Hollywood. Chụp, trông được đấy. Cá một ổ mỗi luôn. Đâu có gì, tới lượt cậu đấy. Chờ đã nào. Bam. Mấy quả táo thế nào, mấy đứa? Hả? Ăn nhé. Không, không. Tuyệt, này, này. Bye với chả bạc. Gian lận, đồ gian lận. Nhìn tôi đi, lạnh chúa tôi. Josh, nhớ chứ, Josh. Josh Tambury, còn nhớ em tôi chứ. Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Tôi rất tiếc vì mất mát của cô Rebecca. Nó vẫn đang mất tích. Không có cả xác để chôn cất. Tôi không thể tìm thấy nó. Cô đã báo cáo chưa? Tôi không tin rằng canh đi giả phá bom mìn. Anh là người bạn thân nhất của nó. Nó có kể với tôi. Anh là đại ca trong đội. Không có đội nào cả. Không có gì nữa. Nhìn này, tôi cần biết câu trả lời. Tôi không có câu trả lời nào cho cô cả. Anh không giữ lời hứa, đại ca. Chết tiệt. Bartender. Arigato. Anh nói tiếng Nhật tốt đấy. Hình xăm đẹp đấy. Scott, vừa vừa thôi, cảm ơn. Scott. Mời cô. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Mục đích của cô là gì? Để biết được sự thật. Còn gì nữa chứ? Chuộc lỗi. Anh đang nói gì vậy? Phải cẩn thận với những người mà cô đề cập đến việc này. Luôn có một ai đó lắng nghe. Một gã lính hoang tưởng, ai thèm quan tâm, chỉ vì tôi hoang tưởng, không có nghĩa là người ta không chú ý tới cô. Điều đó thế nào? Sự im lặng giống như một khối ung thư tiến triển. Tôi không phải là người thắc mắc về nhiệm vụ Rebecca. Họ đã yêu cầu anh phải làm gì? Cô đã đúng về em trai mình. Tôi đúng phần nào? Tất cả.
Báo cáo đó sẽ không được đưa cho cô. Vậy cho tôi biết toàn bộ sự thật đi. Kể tôi nghe về cậu ấy. Josh. Anh biết nó, anh kể đi. Chiến tranh làm thay đổi con người. Cậu ấy trước đây như thế nào? Tôi nghĩ Josh luôn trong một cuộc chiến. Nếu không phải với bố của chúng tôi, thì là với bản thân của nó, vấn đề của những người bố. Không đến mức đó. Sinh đôi có một thứ như mối liên kết. Và Josh đã luôn đấu tranh vì tôi, với bọn con trai, với bố. Bây giờ cô đang chiến đấu vì cậu ta. Đã có chuyện gì với nó? Nó không đơn giản như thế. Cứ cho tôi biết gì đó đi. Cậu đã làm gì ở Myanmar? Này không nói ra, tôi không thể làm gì cả. Tôi không thể giúp anh. Seth. Seth. Seth, này. Tôi biết nhiệm vụ của các anh không phải là giả phá bom mìn. Thế còn con gái của anh? Ôi chết tiệt, cô không biết dừng lại à? Tôi muốn giúp anh, Seth. Tôi đánh giá cao việc đó, nhưng tôi không yêu cầu cô giúp. Tôi không biết hai người là sinh đôi. Anh ổn với việc bỏ mấy thứ đó đi, khi chúng ta vào sâu bên trong, cậu chỉ cần lo về việc sống sót. Còn lại thì để tôi. Đây là chị của cậu, phải không? Vâng, chị làm nó cho tôi khi còn nhỏ. Nó... Ờ, kệ đi. Đây là của con gái tôi. Seth, chúng ta có khách từ phía đông. Nghe rồi, nhóc. Các cậu nghe thấy rồi đấy, toàn ra. Giờ sao? Đợi thôi. Dân tị nạn. Từ từ, đó chỉ là thường dân với vài vị linh mục. Báo cáo. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Josh, tập trung vào nhiệm vụ. Chết tiệt. Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta, Seth. Giờ thì là của chúng ta rồi. Phía trái, xuống phóng lựu. Thấy rồi. Sếp, hạ hết chưa? Hết rồi, sếp.
Josh, kiểm tra khai đi. Đúng người tị nạn đi. Cậu bé còn sống. Được rồi, ấn vào cổ. Nhanh lên. Lên được chưa? Được rồi. Cô bé còn thở không? Tôi không biết. Không thở, hô hấp nhân tạo đi. Thở đi nào. Ôi, chết tiệt. Thôi nào, thở đi. Nó thở rồi. Cô bé là ưu tiên số 1. Cẩn thận vết thương, đầu, mặt, cổ. Pierre thế nào rồi nhóc? Tất cả đều tốt. 12 tên địch đã chết. Chúng ta phải rời đi. Mang cô bé tới đây. Dân bản địa sẽ chăm sóc cho nó. Cô bé bị thương ở cổ. Hãy chăm sóc cho nó. Được chứ? Đây là cho cô bé. Một ít sô-cô-la. Chúng ta đã làm điều đúng đắn. Mày đã nghĩ gì thế hả? Này, mày có thể giết hết chúng ta đấy. Washi, lưu xuống, nhanh lên, nhanh lên. Nghe lời tôi. Cút sang bên kia. Có trường đấy, quay sang bên kia. Quân nhân mấy người ở chỗ này làm gì? Đánh tôi đi, ông Gandalf. Tại sao chúng tôi ở đây hả? Ông biết điều gì, ông già? Các người đang tìm một người Úc, Carl Bodhi. Họ là người của hắn. Chỉ có cái chết mới bám theo kẻ đó. Hắn ta ở đâu? Anh là một người chết. Anh chẳng là gì ngoài một kẻ đã chết. Ông ta nói cái khỉ gì thế? Tôi chẳng biết nữa. Tất cả đi thôi. Thoát khỏi cái chốn này. Body sẽ biết có ai đó ở đây đủ sớm. Hứa với tôi anh sẽ nói với cô ấy. Một đứa trẻ chết tiệt, chết. Mời vào. Chết. Anh có bạn mới, tôi đã nghe rồi. Bà biết gì về cô ấy? Cô ta là người tọc mạch. Có người rình mò xung quanh cô ấy. Anh nói thế cũng được. Đó là một cô gái thông minh. Cô ấy biết chúng tôi không tới Myanmar chỉ để trông coi mỏ. Sẽ tới lúc tất cả chúng ta cần phải trung thực với chính mình, Chết. Và cô ấy sẽ tìm thấy nó. Tìm thấy gì? Sự thật. Chúng ta sẽ bắt đầu cho mọi người biết sự thật từ bây giờ, phải không? Sự thật, dối trá, quan trọng sao? Đó chỉ là cớ để chúng ta thấy được yên bình. Bà đã bảo tôi chôn vùi sự thật. Chúng ta đều có nhiệm vụ của mình. Còn anh thì sao? Vẫn còn gặp ác mộng à? Vẫn thấy những thứ không tồn tại. Tôi ngủ như một đứa trẻ. Làm sao có thể về với vợ cũ và Lizzie của anh?
Tôi đã nhận được cuộc gọi từ luật sư của cô ấy. Tôi hiểu mà, Seth. Anh được huấn luyện cho một mục đích duy nhất và anh hy sinh cuộc sống vì nó. Sau đó anh về nhà và mục tiêu của anh biến mất, ý nghĩa sống mất đi. Những người mà anh từng phục vụ quay ra chống lại anh. Và nhiệm vụ mới của anh là kiềm chế. Kiềm chế. Đúng. Kiềm chế. Đây là bạn con Billy. Chào, chào cậu. Bố à, ta có thể mua kem không? Đi mà. À, được, chắc rồi. Được rồi bố, để con đi mua. Được, con đợi ở đây nhé Billy. Trông chừng bố mình nhé. Ông ấy không quen ở đây. Này. Chú là lính à? Sao cháu nghĩ thế? Kệ đi, không sao đâu. Chú đã bao giờ giết người à? Không, cứu người ấy. Đây là một câu hỏi rất buồn cười, Billy. Cháu đoán chú không ở đây vì việc đó. Kem phủi sô-cô-la. Tạm biệt, Lizzie. Tạm biệt. Con không muốn đi chơi với bạn à? Con muốn đi với bố. Vị thế nào? Ngon ạ. Trước khi con quên, con đã làm cái này cho bố. Cảm ơn con. Vâng. Thật tưởng tượng nếu bố có một ngôi nhà như thế, hẳn sẽ tuyệt lắm. Bố. Đi nào. Scott, nguyên chất, cảm ơn. Ồ, không phải trò nữa sao? Đây không phải là một cuộc thẩm vấn. Ôi thôi nào, môn thể thao ưa thích của tôi là dìm đầu xuống nước. Anh đang thú nhận đấy.
tới anh. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi sinh tội. Có lẽ con nên biết điều đó. Tôi biết. Cô đang cố làm cho tôi say phải không? Tôi đang cố làm tôi say thì có. Chơi đẹp đấy. Tôi thích cái quán này. Anh nợ tôi một lời giải thích. Quên báo chí đi. Và quên đi rằng tôi là người chuyên nghiệp. Và tất cả những trái tim chảy máu ngoài đó. Và thực tế rằng công chúng xứng đáng được biết thuế họ đóng được dùng để làm gì. Anh có thể quên quân đội hay bất cứ cái cuộc nợ nào mà anh tham gia. Và cả mã số bí mật của anh. Thế thì còn cái gì? Tôi là chị gái của người bạn thân nhất của anh. Và tôi đang rất đau buồn đây. Và cho dù anh không nói ra chuyện gì xảy ra ngoài đó, tôi cũng sẽ tìm ra. Này, cô đang nói về cái gì thế? Tôi đang nghĩ đến việc tới Myanmar. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nơi Josh bị giết là vùng chiến sự. Cô không thể cứ thế bước vào đó với cái máy quay cầm tay để rồi bị giết. Cô có hiểu tôi đang nói gì không? Đừng có dạy đời tôi. Tôi sẽ nắm lấy cơ hội. Tôi không thể có được câu trả lời ở đây, nên chẳng có lựa chọn nào khác cả. Tôi đang nói chuyện với sếp của anh. Giống Michelle Penishaw nhỉ? Bà ta nói rằng anh bị bệnh. Và tôi nên tránh xa anh. Phải bái không? Người này rất giỏi. Chuyên gia về chấn thương tâm lý. Và tư vấn cho các bậc cha mẹ. Rebecca, có phải điều tôi muốn nói với cô. Này người đẹp, rảnh chứ? Anh mời em một ly nhá. Cô có rượu rồi, bỏ đi anh bạn. Không ai hỏi ông đâu, lão già. Tôi đang nói chuyện với một quý cô. Cảm ơn anh, tôi không cần. Thế đi ra hồ chơi một chút thì sao? Em nhìn khá ngon đấy. Tôi nói không, cảm ơn được chứ. Thôi nào em gái, không cần phải như thế. Tôi sẽ đập như từ lão già này mất để tôi quay về mà không có em. Chỉ lượm một vòng nhanh thôi. Chết không! Chết! Đi thôi, nhóc! Đi nào! Đi nào! Lại đây! Đi thôi! Không, tôi không đi đâu cả! Cho đến khi anh cho tôi biết chuyện gì xảy ra! Rebecca, giờ không phải lúc! Tối tuần này tôi đi rồi! Nên nếu anh muốn cho tôi thấy lòng dũng cảm mà tất cả mọi người vẫn kể, anh có thời gian đến lúc đó! Rebecca, tôi sẽ đi vào thứ sáu! Và có thể anh sẽ muốn sửa lại tính nổi nóng của mình đấy! Rebecca!
chia đấy. À, bố phải thay đổi để trưởng thành. Bố định đi đâu thế? Bố nghĩ bố sẽ đi đổi gió một chút, thế nên bố đi bộ về nhà. Về đó nghe ổn chứ? Bố, gì? Con là trẻ con. Ừ thì, con phải lớn lên và thay đổi. Bố, một người lớn chán ngắt. Đây, bố không phải một ông già chán ngắt. Cảm ơn nhiều. Con có kế hoạch gì cho tối nay không? Bài tập về nhà. Còn bố? Bố sẽ nấu món Thái cho một người bạn. Xin chào. Chào. Tôi nghĩ anh nói chúng ta chỉ nấu ăn. Chúng ta... Ý tôi là tôi không... Đó là áo khoác à? Nhiều quá không? Tôi thật sự xin lỗi về việc hôm trước. Cảm ơn. Vào trong đi. Khi nó nhập ngũ, tôi nghĩ nó khi ấy chỉ đang cố gắng để gần gũi với bố. Anh biết đấy, Josh luôn hơi trẻ con. Tôi không nghĩ nó có trưởng thành được không nữa. Tôi đoán là trẻ con thì lanh lợi, phải không? Giống như con gái anh. Đúng, giống như con gái tôi. Con bé rất tuyệt vời. Và cô quên đi. Cô để cuộc sống làm khổ mình quá nhiều. Cô quên đi vẻ đẹp của nó. Những điều tuyệt vời. Cái vòng này có ý nghĩa gì không? Lizzie từng làm vòng tay cho tôi, nhưng chúng có vẻ dễ vỡ. Sẽ làm con bé buồn, dĩ nhiên. Vì vậy tôi để thế này. Nó sẽ không bao giờ bị vỡ. Tôi không thể tưởng tượng được giống như anh. Nhưng Chúa ơi, thật khó để chấp nhận rằng nó đã ra đi. Anh biết đấy, chúng ta đã dựa vào nhau để sống. Kể từ khi còn trẻ con, tôi rất tiếc. Thậm chí, thì đã về quá nửa đêm. Bố chúng tôi vẫn vào phòng ngủ của chúng tôi và... Tôi chẳng biết tại sao tôi lại nói chuyện đó nữa. Tôi rất tiếc. Không sao đâu. Cô muốn thêm một chút rượu vang chứ? Có, tôi muốn. Cùng uống nào. Tôi chắc rằng cô đã có một kết nối đặc biệt. Vâng, tôi có thể thấy điều đó. Vì Josh. Tôi không biết liệu có thể sống mà thiếu nó không. Không có ai khác sao? Một người đàn ông. Tất cả mọi gã đàn ông mà tôi từng quen, hóa ra đều là kẻ dối trá. À, đúng đúng, ngoại trừ thằng nhóc đó. Đó là một chàng trai tốt, chắc chắn rồi, đúng vậy. Nghe này, anh có hay gặp gỡ mọi người? Anh có nói chuyện với bất cứ ai về ảo giác của mình không? Cô có bao giờ nhìn vào thứ này và nghĩ rằng đó là ba tên hèn nhát, ẩn nấp khỏi những sự thật của thế giới này? Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tượng trưng cho cái ác, như kiểu một căn bệnh. Tôi sẽ không gọi bản tính con người là một căn bệnh. Này,
Sao vậy? Seth. Seth, có chuyện gì vậy? Này, không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu, nhìn tôi này. Ổn cả rồi. Này. Anh đã xem thực đơn đặc biệt chưa? Bố con chẳng biết mình cần gì mà. Bố có muốn ăn mì xào không? À, xin lỗi, cho tôi một cốc bia. Anh có gọi đồ ăn không? Một mì xào và một cơm chiên lại nhỏ. Một mì xào và một cơm chiên lại nhỏ. Cảm ơn. Bố. Bố. Đó là anh em của chúng ta, là anh em của chúng ta. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bố ơi, bố. Không phải sự thật đâu. Bố à, đó không phải là sự thật. Bố đang ở cạnh con mà. Bố đang ở với con. Bố. Bố ơi. Bố. Anh cần giúp đỡ Seth. Lizzie, con gái, bố xin lỗi, được chứ? Này, bố xin lỗi, bố chỉ đang bị bệnh thôi. Nhìn bố này, bố yêu con. Tìm người giúp con, đừng có gặp con bé lần nào nữa, được chứ? Mẹ, bố cần con. Mẹ cũng thế. Anh là người lớn, Seth. Con bé không thể lớn lên như thế này được. Bố hứa sẽ gặp lại con, bố yêu con rất nhiều. Tôi đã có thể làm con bé bị thương. Nhưng Seth, anh đã không làm như vậy. Tôi chỉ không thể điều khiển được mình. Tôi sẽ mất con bé mất. Cô biết điều tồi tệ là gì không? Tôi thậm chí còn không xứng với nó. Tôi không xứng đáng với một đứa trẻ. Điều đó không đúng. Họ đã cử người tới Myanmar tìm kiếm các thi thể. Cô không cần phải đi đâu cả. Cô muốn biết sự thật. Em trai cô và tôi là một phần của đơn vị đặc biệt. Nhiệm vụ giống như bao đơn vị khác, ngoại trừ nhiệm vụ này đối với tôi là bí mật. Người mà chúng tôi được cử đi bắt về là một trong những chỉ huy cũ của tôi. Một tên khốn. Trong nhiệm vụ cuối cùng của hắn, hắn đã phản bội. Toàn bộ đơn vị của mình biến mất hoàn toàn. Cho đến năm nay, khi hắn bất ngờ xuất hiện lại ở Myanmar, giết chết thường dân và buôn thuốc viện cho quân đội. Chúng tôi có 3 ngày để xâm nhập, đánh giá tình huống và bắt Kha body. Sao vậy? Mặt dây chuyền của con trai tôi không thể tìm thấy nó. Là mặt dây chuyền của anh hay tay của Fatima? Đồ không vui đâu, sếp. Sếp, tốt hơn nên ra khỏi chỗ này.
Này, đây là may mắn lớn nhất mà cậu từng có. Đừng để mất nó. Được rồi. Seth, chúng ta vẫn đi đúng hướng chứ? Chỉ một quãng nữa từ chỗ này. Nghe chứ? Là tiếng dê của nông dân Karen. Dê cho bữa tối, ai đồng ý không? Well, she. Seth. Chúng chỉ là trẻ con, sao không im mồm đi? Chả biết ông ta ở đâu. Người Úc như chú. Người chú đang tìm kiếm. Đưa thằng bé lại đây. Cháu có biết người này không? Ông ta ở đâu? Đừng nói gì cả. Chúng ta sẽ bảo vệ cháu. Chú hứa sẽ bảo vệ cháu. Tôi không tin chúng. Bọn oát con này chắc chắn là làm việc cho hắn. Chúng ta không biết được. Sao chú có thể sống được sau vụ tấn công lúc trước chứ? Walshy nói đúng, sếp. Cháu biết người này chứ? Nhìn vào ảnh đi. Mr. Bot đi. Đấy. Tôi đã nói gì nào? Chỉ vì chúng biết đó là ai, không có nghĩa là chúng làm việc cho hắn. Im mồm đi, George. Anh sẽ dọa chúng sợ đấy. Chúng có sợ cái quái gì đâu. Chúng đang dọa tao sợ vãi cả ra đây. Quái gì? Im đi. Hắn ta ở đâu? Làm việc của mình đi. Theo ý tao chứ. Làm việc của mày đi. Mày đến đây vì thế mà. Seth, đây là nhiệm vụ phục kích. Hắn ta ở đâu? Bọn nhãn này là đống mìn biết đi. Đừng ngớ ngẩn, chúng chỉ là trẻ con. Im mồm đi, George. Nói cho chúng biết hắn ở đâu. Quái gì? Khốn kiếp. Chỉ là trẻ con thôi, Seth. Dừng lại. Tốt. Giờ thì chúng chịu nghe lời rồi. Ôi, khốn kiếp. Cháu có làm việc cho Buddy không? Cho chú biết. Cháu có làm việc cho hắn ta không? Không. Cậu ấy sợ. Chỉ là sợ thôi. Buddy giết hết cả nhà chúng cháu. Các người cũng giống ông ta. Giống như Buddy. Khốn nạn. Chúng ta đã làm gì chứ? Ôi Chúa ơi, Seth. Tôi rất xin lỗi. Không, không, không phải. Tôi mới phải xin lỗi. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Sau khi tôi chôn cất anh trai của đứa trẻ đó, chúng tôi bảo nó chỉ cho chúng tôi địa điểm của mục tiêu. Seth, xem này.
Tôi không nghĩ đây là một phần của nhiệm vụ. Tôi biết, tôi đã không hỏi về việc này. Cái quái gì đã xảy ra ở đây? Hô ba nhỉ? Ai tấn công vào bệnh viện chứ? Truyền tin này đi. Rõ. Giả sát phần còn lại của tòa nhà. Chết. Không có tín hiệu. Chúng ta có bạn. Chú ý mọi hướng. Thấy gì không? Lính đen mà. M60S. Chỗ có xe tăng thiết sắt. Đùa nhau chắc. Chết tiệt. Chúng đang vào. Chết. Bắn. Tìm một lối thoát về hướng nam. Cắt đuôi chúng. Đi, đi, đi nào. An toàn, bảo hộ. Xin chuyển đi, cẩn thận. Xong rồi. Thằng nhãi xanh, ta đã nói gì hả? Wesley, không. Đứa bé không có vấn đề gì. Cái ông chef, Wesley, hạ súng xuống. Hạ súng xuống, hạ súng xuống. Mày chết đi, bắt con. Bỏ vũ khí xuống, nhóc. Wesley, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, mày chết đi. Đùa không vui tí nào.
Josh, tôi đang tới. Chết. Khổ kiếp. Những người khác đâu? Jack và Wesley đâu rồi? Tôi nghĩ tôi đã bảo cậu đừng tập bắn bia. Cứ ấn chặt vào. Để tôi nghỉ ở đây một lát. Không được nhóc, cậu phải đi với tôi. Đứng lên nào. Tay. Hạ tôi xuống. Đại thật. Cứ ấn vào đi. Khổng kiếp thật. Chết tiệt. Tôi đã bắn Wesley. Ý sếp là sao? Sếp bắn anh ta. Cậu ta sẽ bắn đứa bé và tôi không thể để cậu ta làm điều đó. Và Seth. Seth đã qua đời. Mày là ai? Mày làm việc cho ai? Thái ra mau. Mục tiêu của mày là gì? Và căn cứ chỉ huy của mày ở đâu? Ai là chỉ huy của mày? Tại sao lại xâm nhập vào đây? Ai cử bọn mày tới? Nhìn tao này. Tại sao lại tới đây? Chúng tôi không phải quân đội. Chúng tôi là biệt đội tác chiến. Các người bắt nhầm rồi. Chúng tôi ở đây để rà soát bom mìn. Chúng tôi có chứng nhận của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đi lạc. Liên Hợp Quốc không được phép có mặt ở đây. Nếu mày không phải quân đội, tổ chức của mày là gì? Chỉ huy là ai? Thiếu tá Penn. Chúng ta từng gọi bà ta như vậy, nhớ không? Chết tiệt. Cái diều chiến cũ, Penny Shaw. Địa ngục. Và bà ta vẫn ra lệnh cho mày. Hay là đã nghỉ hưu? Nhấm nháp tách trà. Cố gắng làm sạch cái lương tâm bẩn thỉu của bà ta. Tao không làm việc cho bà ấy nữa. Tao đã nói rồi. Bọn này là đội tác chiến của Liên Hợp Quốc. Khát không?
Tại sao mày ở đây? Biết gì không? Ta thực sự rất yêu đất nước này. Nó rất yên bình. Cơn mưa, thấy chứ? Nó rửa đi những bụi bẩn, bùn đất và tất cả những gì còn lại là yên bình. Mày thấy đấy. Ta là người yêu hòa bình. Mày không phải là người thích hòa bình, sếp. Chưa bao giờ. Mày và tao, chúng ta từng rất giống nhau. Tao nhớ rất rõ. Tại sao mày không im mồm đi? Để cho cậu ta yên. Thấy cái sẹo chứ? Thấy không? Có biết tao gọi vết sẹo đó là gì không? Tao gọi nó là lương tâm của Seth. Mày thấy đấy, Seth và tao, chúng ta từng chơi một trò chơi mà mày đang chơi. Chỉ một lần. Và đứa trẻ ấy khoảng 9 hay 10 tuổi, nó ngã xuống trước hắn. Và Seth bước lên một bước như thường lệ, hắn thả nó đi. Và mày biết gì không? Seth không bắn. Thằng nhãi ấy còn ghi một viên đạn lên bàng quang của tao và Seth để cho nó chạy trốn. Nhưng không sao, vì chúng ta đã bắt được thằng Watt đó cùng với gia đình đang cố buôn lậu thuốc hiện ra khỏi biên giới. Và chúng ta đã dạy dỗ nó rất tốt nhé Seth, cực kỳ tốt nhé. Mặc dù không thể tè như bình thường. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nếu mà ghét nơi này như thế, sao còn quay trở lại? Bởi vì ở đây tao là Chúa, một vị thần. Hả? Sao không cho bạn này mượn một khẩu M16 và chúng ta sẽ thử kiểm tra xem. Nói gì đi. Chả treo, tốt đấy. Mày tới đây để giết tao. Mày nghĩ rằng mày tốt hơn tao à? Thằng đàn bà yếu đuối. Tại sao không tham gia cùng tao, Seth? Mày nghĩ sao? Người anh em, tao không giống như mày. Có nghe không? Không có gì giống hết. Đúng, để đó là sự thật. Thì việc đó khiến mày còn xấu xa hơn. Một thằng dối trá. Một thằng hèn nhát, nấp đằng sau cái vẻ đạo đức giả. Đồng đội của mày ở đây. Tao không nghĩ rằng nó sống được lâu đâu. Mày chết đi, bỏ cỡ ấy ra. Có nghe tao nói không? Bỏ cỡ ấy ra ngay. Để cậu ta yên. Cậu ta không phải mối đe dọa của mày. Có nghe không? Thằng khốn nạn. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Cởi trói cho hắn. Cầm lên. Cầm lên. Cầm lên mau. Giờ thì đập chết thằng đồng đội của mày. Đập vỡ đầu nó. Giết nó. Giết nó đi. Làm đi, vì mày cả, Seth. Nó rất đơn giản, anh bạn. Mày không giết nó thì cả hai sẽ chết một cách từ từ và chậm rãi. Chết đi. Chết đi. Thực sự rất là khó chịu đấy.
trước khi mày chết đuối trong cái đống phân và nước tiểu của mày. Mày có thể nhìn bạn mày chết đuối trước. Tận hưởng đi. Sếp đang nghĩ gì đấy? Well, she và đứa bé. Còn cậu? Về đứa bé, chị tôi, chết tiệt. Tôi muốn chị tôi biết được sự thật. Josh, tôi rất xin lỗi. Hứa với tôi. Được chứ? Hứa với tôi nhé. Tôi hứa, anh bạn. Tôi biết sếp sẽ không làm điều đó. Tại sao sếp không dừng việc cảm thấy tội lỗi và thoát ra khỏi đây đi? Tôi hiểu mà. Từ khi nào cậu bắt đầu ra lệnh cho tôi thế? Phải thế chứ. Giờ tôi sắp toi rồi. Cậu sẽ đi cùng tôi. Cố lên. Tôi sẽ chết ở đây. Đi tiếp đi. Được rồi. Yên. Yên. Này. Bình tĩnh. Tập trung vào. Chú à, nhóc, cảm ơn Chúa. Ổn rồi, cầm lấy đi, nhanh lên, quân lính đang đến. Josh, cố lên nào, Josh. Được rồi, leo lên vai tôi.
Cảm ơn cháu. Bây giờ ra khỏi đây đi. Chú à, nhầm hướng rồi. Đối với một vị thần mà nghe không được tốt lắm. Kể cả với tư cách là con người cũng thế. Đau khổ của tao chấm dứt ở đây. Tôi không hiểu. Anh bỏ mặc nó. Anh để cho nó chết đuối. Anh là lý do của tất cả. Hòm báu quốc gia. Cút khỏi đây đi. Rebecca. Không, anh nói dối tôi. Anh nên nói với tôi từ trước. Michelle đã đúng về anh. Anh cần được giúp đỡ. Bạn đùa tôi đấy à? Anh chắc có nhiều thời gian lắm. Đúng, sao bà không vào trong đi? Họ đã tìm được những anh lính của chúng ta. Xác của họ đang được chuyển tới. Chúng tôi đang đưa họ quay về. Rebecca có biết không? Tôi nghĩ anh nên là người đầu tiên được biết rằng tất cả mọi việc đã được lo xong. Và linh mục đã bị bắt bởi quân đội Myanmar và bị giết mấy hôm trước. Thật là tiện nhỉ, để kết thúc mọi chuyện. Tất cả những gì bà cần là Rebecca. Anh đã nói với cô ấy. Tôi có quyền được biết. Và tôi có trách nhiệm với anh, với tất cả những người lính phải quay về trong túi xác, với cả gia đình của họ, Seth. Công việc của tôi không phải hết nhiệm vụ là xong. Bà thì làm được cái quỷ gì? Duy trì bộ mặt giả dối. Tôi là một con quái vật. Nhìn tôi đi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi có một đứa con gái. Tôi có một đứa con gái xinh xắn.
Tôi muốn con bé nhìn tôi như nhìn một người cha. Không phải như thế này. Không phải như thế này. Nó đau lắm. Những điều anh cảm nhận sẽ không bao giờ biến mất. Hãy tin tôi đi. Tôi biết việc đó. Nhưng vẫn có sự giúp đỡ. Anh có thể tìm thấy cách để vượt qua, sếp. Anh lính, tôi chưa bao giờ huấn luyện anh để trở thành một nạn nhân. Hãy làm đi, chết tiệt. Tới đây đi, hôi nào. Lại đây. Hãy để tôi quên đi. Những cơn mưa, cái đống bùn này, tất cả những thứ này, tôi đã hại chết chúng ta. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Họ không huấn luyện chúng ta cho việc này. Tôi rất xin lỗi. Josh, xin hãy để việc này dừng lại. Có thể tha thứ cho tôi chứ? Hãy để mọi thứ biến mất đi. Hãy để mọi thứ biến mất đi. Anh đã làm được. Tôi tự hào về anh. Tôi là người chống đối bố tôi trước tiên. Tôi đoán Josh luôn tự trách mình vì điều đó. Giống như chúng ta.
Nó là một người tốt, George. Tôi biết điều đó. Rebecca, này, bình tĩnh. Nên chỉ cần biết rằng nó đã làm điều đúng đắn. Chiến đấu vì lẽ phải. Hay là đủ cho tôi. Xin lỗi vì anh tới muộn. Cuộc hẹn của anh dài hơn dự kiến. Cuộc hẹn. Bố. Chào con gái. Lại đây nào. Đủ đồ rồi chứ? Vâng. Tốt. Vậy anh ổn rồi chứ? Anh đã khỏi rồi. Chúng ta không nên để Billy phải chờ. Nó sẽ nói là chúng ta thất hứa. Billy. Phải biết đấy. Bạn của con ở công viên. Đi nào. Đi thôi nào. Tạm biệt. Thế mẹ cho bố biết chưa? Cho bố biết chuyện gì? Mẹ không nhận việc ở Melbourne. May thật, mẹ sẽ không vui vẻ ở đó được. Chết, chết, chết đi. Bố. Bố. Bố ổn cả chứ? Ổn, bố ổn. Nào. Là sinh nhật của con sao? Dạ không. Thật là xấu hổ. Bố đã mua cả quà phim cho con. Phim được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org. Đây không phải là sinh nhật con. Bố, quà gì vậy? Ôi Chúa ơi, thật à? Đúng. Một ngôi nhà. Đi xem thử nào. Con yêu bố nhiều lắm. Bố cũng yêu con.